Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Xe máy Thành Tâm nha. Hôm nay mình sẽ quay và báo giá cho các bạn những dòng xe SH đang có mặt tại cửa hàng mình nha. Hiện tại đây mình đang ở cửa hàng 1 nè, mình còn cửa hàng 2 nữa nha các bạn. Đây, đầu tiên chiếc này SH150 ABS nè. Xe này thì mình đã dọn lên full ý rồi nha. Xe đời 2018 mình đang bán với giá chỉ 95 triệu thôi. Bên cạnh đó là chiếc SH150 ABS nè. Xe này thì đời 2019 nha. Xe này thì mình bán với giá 113 triệu. Xe màu trắng đen nè. Tiếp theo là chiếc SH150 ABS này đời 2020 nha. Xe này thì mình bán với giá chỉ 103 triệu thôi các bạn. Xe màu trắng luôn nè. Bên cạnh là một chiếc màu trắng 125 CBS nha. Xe này thì cuối năm 2019 á, nhưng mà mẫu của 2020 nha. Xe này thì mình bán với giá 78 triệu nha các bạn. Xe cũng màu trắng luôn ha. Bên cạnh đó là chiếc SHI 125 nè. Xe này thì đời 2011 nha. Xe mình đang bán với giá 122 triệu thôi các bạn. Xe màu đỏ nè, ngoại hình dàn áo bên ngoài còn rất khới luôn. Xuống dưới này là chiếc Việt Nam mẫu ý nha các bạn. Xe này SH150 đăng ký năm 2013 nha. Xe này thì mình bán với giá 128 triệu thôi các bạn. SH3 cục thì cũng là những linh kiện của Ý thôi. Bên cạnh đó là chiếc SH125 ABS này đời 2020 nha. Xe này thì mình bán với giá 85 triệu nè. Rồi kế tiếp là chiếc SH150 ABS này đời 2020 luôn. Xe này thì mình bán 104 triệu nha. Xe màu đỏ đen nè. Rồi để mình bước vào bên trong mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Bên cạnh đó là chiếc SH125 ABS đây nè. Xe đời 2019 thì mình đang bán với giá 87 triệu nha các bạn. Chiếc này SH mẫu cũ nè. Rồi bên trong nữa là chiếc SH150 ABS này đời 2020 nha. Xe thì mình cũng bán với giá 104 triệu thôi. Xe thì đã được lên cái mão nè. Và mặt nạ phía trước nha các bạn. Rồi để mình đi qua hàng cuối cùng để mình quay cho các bạn xem nha. Ở đây mình đang có một chiếc Medley nè. Chiếc này thì đời 2016 nha. Mình bán với giá 40 triệu nha các bạn. Xe màu trắng nè, với những chi tiết màu nâu nè, da yên màu nâu luôn ha. Rồi, chiếc SH tiếp theo là chiếc 150 ABS này đời 2020 nè. Xe này thì mình bán với giá 104 triệu thôi nha. Xe màu xám đen nè. Bên cạnh đó là chiếc SH125 ABS đời 2017 nha. Xe đó thì mình bán với giá 84 triệu. Bên cạnh nữa là chiếc SH150 CBS này đời 2017 nha. Xe này thì mình bán với giá 89 triệu. Xe đã lên mặt nạ giống với SH Ý nè. Và có kính chắn gió luôn. Cuối cùng là chiếc SH150 CBS này đời 2017 nha. Xe này thì mình bán 89 triệu. Ngoài ra thì mình vẫn còn một số xe SH để ở cửa hàng 2 nha các bạn. Các bạn muốn biết thêm thông tin hoặc là muốn mình làm clip về dòng xe nào tại cửa hàng mình thì cứ comment phía bên dưới, mình sẽ làm và trả lời cho các bạn nha. Ngoài kênh YouTube Xe máy Thành Tâm thì mình còn có kênh TikTok Xe máy Thành Tâm.com nha. Trên đó thì mình sẽ liên tục cập nhật những dòng xe mới nhất đang có mặt tại cửa hàng nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn muốn được tư vấn thêm thì liên hệ với mình qua số điện thoại bên dưới phần mô tả nha.